ghi 2 bàn vào lưới Nhật Bản, đâu phải việc tầm thường. Rốt cuộc đội tuyển Việt Nam vẫn thua Nhật Bản, nhưng chuyện đấy bình thường vì Nhật Bản quá mạnh. Điều quan trọng, ngay cả khi thua, chúng ta vẫn chơi rất hay. Ở châu Á hiện nay, bất kỳ đội nào cũng có thể thua Nhật Bản. Cả kể Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Iran hoặc Úc, những đại gia của bóng đá châu Á. Chính vì thế, việc đội tuyển Việt Nam thua Nhật Bản là bình thường. Ngược lại mới bất thường. Quan trọng là cách thua, và cách thua của đội tuyển Việt Nam trước đại diện hùng mạnh nhất của bóng đá châu Á. Giúp cho người hâm mộ cảm nhận được sự tiến bộ của đội quân huấn luyện viên Trussi. Một pha tăng tốc của Đình Bắc ghi 2 bàn vào lưới Nhật Bản không phải chuyện dễ. Lần gần nhất một đội bóng chọc thủng lưới Nhật Bản 2 lần trong một trận đấu là hồi tháng 9 năm 2023. Đội bóng làm được việc đó là Thổ Nhĩ Kỳ. Hạng 3 World Cup 2002. Trận đấy, Thổ Nhĩ Kỳ ghi 2 bàn nhưng thua chung cuộc Nhật Bản 2-4. Cho dù Thổ Nhĩ Kỳ hiện không còn mạnh như xưa, nhưng đây vẫn là đội bóng có thực lực của bóng đá châu Âu. Còn lại, trong vòng hơn nửa năm qua, chưa đội bóng nào ở châu Âu đủ sức ghi bàn vào lưới Nhật Bản. Cho dù đó là Thái Lan, thua 0-5, Myanmar, 0-5, hoặc Jordan ngày 1 tháng 6, hay Syria, 0-5. Những người ghi bàn vào lưới Nhật Bản bên phía đội tuyển Việt Nam gồm Đình Bắc và Tuấn Hải nhạy bén là một chuyện. Chuyện khác, những pha ghi bàn đấy đến từ lối chơi hợp lý, khoa học mà đội bóng của huấn luyện viên Trussi áp dụng. Rất khó để vây ráp và dứt điểm về phía khung thành đội tuyển Nhật Bản trong những pha bóng sống. Thế là đội tuyển Việt Nam chuyển sang khai thác những tình huống bóng chết, những tình huống cố định. Đình Bắc đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam sau pha đá phạt góc của Hùng Dũng. Tuấn Hải chọc thủng lưới Nhật Bản nâng tỷ số lên 2-1 từ một pha đá bồi, sau tình huống đánh đầu của Việt Anh, thủ môn đối phương đẩy ra, từ một pha đá phạt. Đấy đều là những tình huống cố định, được dàn xếp bài bản. Về lối chơi tổng thể, huấn luyện viên Philippe Trussi vừa chứng minh đội bóng của ông không chỉ biết chơi kiểm soát bóng để tấn công, mà còn biết đá lùi thấp, chơi phòng ngự khu vực hết sức kiên nhẫn khi bị dồn ép bởi đối thủ mạnh. Đội tuyển Việt Nam ghi 2 bàn vào lưới Nhật Bản trước ASEAN Cup 2023. Huấn luyện viên Trussi hiếm khi để cho các đội tuyển Việt Nam, đội U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia áp dụng lối phòng ngự này. Nên một số người lầm tưởng vị huấn luyện viên người Pháp không biết phòng ngự. Tuy nhiên, trong bóng đá, chơi tấn công áp đặt mới khó. Đá phòng ngự, phá lối chơi của đối phương dễ hơn. Trước đây, ông Trussi chưa áp dụng lối đá này cho đội tuyển Việt Nam vì chưa đến thời điểm thích hợp. Đá phòng ngự, nhưng lối phòng ngự của đội tuyển Việt Nam trước Nhật Bản không hề thụ động, cũng không hề dùng lối đá trắng. Có thể khiến chúng ta phải nhận nhiều thẻ phạt, dẫn đến sự thua thiệt về mặt quân số có thể xảy ra. Xem 2 bàn thắng của Đình Bắc và Tuấn Hải vào lưới đội tuyển Nhật Bản. Khán đài vỡ òa cảm xúc các cầu thủ Việt Nam phòng ngự theo khu vực để tăng khả năng bọc lót cho nhau. Còn khi cướp được bóng, các học trò huấn luyện viên Trussi không xử lý vội vàng, không phá bừa lên phía trên. Thay vào đó, các cầu thủ bình tĩnh xử lý, khoét vào khoảng trống vừa lộ ra ở hàng thủ Nhật Bản. Trước khi tìm cơ hội cho chính mình, đấy cũng là mặt tích cực từ lối chơi kiểm soát bóng mà huấn luyện viên Trussi xây dựng cho đội tuyển Việt Nam nhiều tháng qua. Giúp cầu thủ biết cách kiểm soát bóng và kiểm soát tình huống. Qua trận đấu này cho thấy những gì mà huấn luyện viên Trussi chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam đều có chủ đích. Và chúng ta hoàn toàn có niềm tin vào đội tuyển Việt Nam ở các trận cầu sắp tới trước Indonesia và Iraq.